Thưa quý vị, ngay từ những tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến từng cấp hội nhiều hoạt động hưởng ứng chủ đề năm vì sự tiến bộ của phụ nữ, theo hướng vừa đề xuất chính sách, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ nhằm thúc đẩy tăng quyền năng của phụ nữ, vừa thực hiện các hoạt động chăm lo trực tiếp góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại địa phương. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê nói riêng và Phụ nữ Đà Nẵng nói chung luôn chú trọng công tác chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn, đồng thời tạo động lực cho hội viên phụ nữ vượt lên khó khăn, khuyến khích các hội viên tham gia các phong trào khởi nghiệp, kết nối các ý tưởng khởi nghiệp, hình thành câu lạc bộ để nuôi dưỡng và ươm mầm những đề tài có tiềm năng thông qua các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Đến với ngày hội này rất là vui mừng vì được trao đổi kinh nghiệm, học hỏi. Rất mong là sắp tới sẽ có những ngày hội như thế này để chị em tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Được nhân rộng dựa trên chương trình vạn phần quà san sẻ yêu thương, ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho phụ nữ khó khăn tiếp tục được các cấp hội đẩy mạnh trong tháng hành động bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức các hoạt động đối thoại với phụ nữ nhằm truyền thông, vận động mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại địa phương, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp nhận sự đỡ đầu cho các trẻ em mồ côi, con hội viên phụ nữ nghèo. Sự sẻ chia này đã giúp nhiều chị em vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Gia đình chị khó khăn, phòng bảo hiểm rất vui mừng và mong muốn là phụ nữ khó khăn cũng là được hỗ trợ. Chúng tôi phát động từ tháng 12 năm 2021 và đến nay thì chúng tôi đã vận động và sẽ trao 242 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đến với người dân. Đây là một cái công trình nhân văn có ý nghĩa, thực hiện tốt cái chủ đề về công tác an sinh xã hội năm 2022 của quận Thanh Khê. Có thể thấy chương trình Phụ nữ sáng tạo đổi mới là một trong nhiều công trình thi đua lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở thành phố phát động, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình Thành phố 4 An của thành phố Đà Nẵng.